Anh chị em ơi, mình có căn 36m x 3,5 tầng nhá, tại 384 Lò Chay anh em nhá. Đây anh em nhá, anh em mình đi vào 384 Lò Chay này. Anh em ơi, đây là hồ cây la nhá. Xưa mình gọi là hồ cây la, không biết giờ nó gọi là hồ gì.